gì trên. Cái anh này chắc luôn cái lóc. Thấy luôn mồi nổi. Có tuôn mồi nổi. Cá chưa? Có chứ, thấy anh sách vịt nặng. Thấy nó bị trúng xuống rồi. Vô vô. Mới nhậu ở đây luôn à? Tối qua là mới rắn, quá rắn tối qua bắt bọn Nam một. À, tối hôm qua giao thừa. Ừ. Đấy, áo này cả không á, cái nhỏ cả cái chém bên nào kia. Cái chém kia bên nào kia. Lúc nữa tối qua đây. Đây cả rô của Minh Mông. Quá sâu là rô. Cái rô hôm qua rô đen. À, cái rô đồng. Ê, có rô đồng luôn hả? Ê, ngồi câu rô đồng này được á? Anh thổi tính xíu nó lại đây quá trời luôn. Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay Peter đi xuống Long An. Vô hồ quen của ông anh nuôi cá chẽm. Nãy giờ kéo mấy đường chưa được con nào. Nay trời râm, câu cá đúng thích. Để mình đi xuống góc cuối cái câu thử. Bên đây câu hoài không thấy. Mình cũng chả rành câu cá chẽm này đâu. Toàn câu cá lóc không. Giờ phải thử đi xuống dưới đây ngay cái lỗ cống nước ra nữa các bạn, cá nó nhiều hơn. Giờ nước đang vô xong cái đồ đây đậm nuôi tôm. Cái này nuôi, người ta nuôi cá tự nhiên không à? Này chủ yếu là lấy nước ngoài ngoài sông vô rồi để cá nó vô nó ở rồi nó lớn rồi bắt để bán. Nãy nó táp chỗ nào anh Cường? Ngay đó hả? Rồi mình câu đi thử nha. Sợ dính cây dính chào không? Ừ? Chuỗi tim á hả? Hả? Ừ kìa, đó. Nguyên bầy luôn kìa. À. Câu góc này đi. Nó đang ăn thì cứ câu đi, gì đâu. Đó nó chạy nữa kìa. Cái dí cá con chạy quá trời. Có một cái gờ đáp đấy chứ không phải là cá đâu, cá đó nó khác á. Không nhưng mà thấy nó quẩy nè, quá trời. Con này để con mùi mềm hồi nãy ra câu ngon á. Có mồi mềm á, mồi mềm như à, mồi mềm như con tôm á. Đó, ôi nó dí cái con kìa trời. Con của anh Cường nhảy á. Đớp hai phát luôn. Cái này mà lấy cành tay, lấy tôm ra đây câu nhanh hơn. Ngay đây luôn. Đúng không? Chạm xuống mặt nước á. Ừ. Còn dính con tôm nữa các bạn. Tôm ăn thịt tôm luôn mới hại. Nè. Tôm ăn thịt tôm. Cái nó kéo á, nó kéo xong anh đóng, anh tưởng nó cá, anh đóng. Anh đóng thế nó dính vô cái càng. Thua luôn. Sợ thật. Quá dữ rồi. Con này bự vô. Bự, con này bự. Con này nó ở trong hồ lâu lắm rồi, nhìn rêu này. Ừ. Em vườn đi. Thua các bạn. Con tôm vườn xanh. Bự bằng cùng tay mình luôn á. Thua luôn thật chứ. Cùng tay mình là thuộc dạng bự rồi mà nó còn bự hơn á. Trời ơi.
Anh thấy nó chạy chắc. Có bộ ngồi đây ra ăn hơn á. Hả? Có bộ ngồi đây làm ăn ngon hơn á. Anh thấy nó chạy chạy, anh tưởng nó cá nó kéo. Thế là anh giật, giật cái nó trúng cái càng của nó. Cái tôm người ta câu, người ta từ từ, người ta nhấc lên mà. Anh tưởng con cá anh đóng. Ờ. Không, nhưng mà con này bự nó không sút lưới hả? Cái nhỏ là sút rồi. Quá tuyệt vời luôn, con quá bự luôn rồi. Từ từ nhấc lên. Con để thần tinh rồi. Đúng một tuần, đúng một tuần thần tinh luôn. Nó mọc rêu luôn. Hồi vô anh nấu mì gói, anh bỏ con tôm này vô gói mì. Quá chuẩn. Được rồi không? Em lại đi câu cá lóc thôi. Được rồi, cá lóc nó táp hụt mấy cái này nè. Nay không quay được cho mấy bạn coi. Quá trời. Quá trời cá lóc. Đây ao nuôi mà cá bự bự bự, tôm bự bự không. Giờ hết lua cá chẽm rồi, giờ tới lua cá lóc rồi. Hy vọng dính con cá lóc cho các bạn coi. Bé giờ mới câu được con tôm á. Êm quá à. Câu tôm là câu mồi, cái lưỡi câu chút xíu à. Đúng rồi, lưỡi câu tôm chút xíu à. Nhưng mà nhích từ từ lên. Trời ơi, coi nó dãy nha, ông thần. Xảy cái nữa anh Cường ơi. Xảy một cái hết ăn luôn. Lên chưa, lên chưa? Thôi anh Cường lên cá chẽm rồi các bạn. Chẽm đúng không? Chẽm hả? Tuyệt vời. Ông me nãy giờ cuối cùng cũng được. Lên cá chẽm nha các bạn, câu cần tây. Sáng giờ mình lua nó không dính, cá chẽm lá nhỏ quá nó không ăn. Con nó nhảy anh. Đã không các bạn? Đi chơi. Đi chơi câu cá. Nay mùng 1. Mình không dính cá lóc chắc cũng qua câu cá chẽm thôi. Đó, đây, đây có nha, chỗ này có con cá lóc nha. Mới táp của mình đó thấy không. Đây rồi. Con này chết chứ tao. Con này chết chứ tao. Được, chưa ăn ta. Chảy rồi. Táp chảy cái sao nó không ăn nữa. Trời chiếu ơi, em bắt được cá lóc đó. Táp sỉ không à? Đâu, cá chẽm đâu? Khoảng bao nhiêu ký anh? Bằng tay hả?
ấm ấm. Em thấy ấm rồi đó. Em ăn con cá chém nè, bự ghê không? Con này ăn lua rồi rồi mà sao nãy giờ câu không dính ta? Thấy mới đều. Con tôm này cũng đều nè. Bự cho bự luôn. Tôm nữa chứ. Cá chém à. Tôm người ta ăn hà đi ăn tôm. Cá chém này vì nó sắc lắm á. Này bạn. Tuyệt vời luôn. Câu nó lên cái đứt lưỡi câu luôn. Ừ. Phải đổi qua cái này. Mất ăn vậy? Vừa giờ cần này nó nôi mất. Đây. Chìm tí nữa thì mất cần. Nó xuống nước luôn, nó sợ thật. Em. Để bây giờ em câu cá chém luôn nè. Chứ em lua là thấy thất bại rồi đó. Nó táp không à. Không có sóc. Chút xíu trời chiều ra lua ngon á. Ngay cái chỗ kia kìa. Cuối cùng mình cũng câu được con cá nha các bạn. Nhìn ú nu tiếu. Các bạn. Con này đụng nó có phùng không ta? Đó, em thử rồi. Ơ, nó căng lên nè. Chụp lét mày ơi. Các bạn. Mày đơn cá ăn xỉa luôn cái trong vòng sau ra rồi nhận xác nó này. Trời ơi, cái bụng nó không thế vậy. Con này dưới nước nó cắn cho mình. Các bạn. Từ đâu ấy, mất miếng thịt luôn. Ấy nó căng lắm luôn, nó gần cứng đờ luôn nè. Răng ấy. Các bạn. Mày lật cái răng của nó ra nhìn ghê lắm. Nhìn như chế banh luôn. Đâu cái răng đâu. Nó nén hơi rồi. Nó lật cái răng lên là ra được mà. Nhìn ghê lắm. Tiếu. Nhìn như chế banh con này đưa về nuôi rất vui mà. Mà nó không nuôi chắc không sống được. Luôn, sao mày không chịu xẹp mày? Răng này mà cắn là đi bụi luôn á. Nên răng nó nhìn như con vẹt nữa. Đây các bạn, nhìn tiếu. Đây tối về mấy lại à? À, cái con cá này là cái con cá mà người ta có cái clip nó cắn lon bia đúng không? Khác con này nữa hả? Thấy răng nó giống à. Cái đồng nhóc. Lại coi anh nhấn lưới ở sau. Móm rồi các bạn ơi. Con cá. Dính nè. Con này dính con nữa nè. Thấy không? Thấy bao chiều cũng mà. Có cá lóc không anh? Toàn cá ấy không à? Phi à? Nếu mà động chắc cái chui vô cổ hết à. Cho tôm ăn hay chút. Không có ạ. Dạ không. Cái này là gì chú? Thức ăn. Thức ăn tôm. Nó dạng thức tổng hợp nhà máy chế biến. À là mình mua của nhà máy về cho nó ăn luôn. Vừa bào. Ngày lớn chưa? Chưa. Mà... À. Không biết
thuốc à? Tôm càng xanh đúng chứ? Hay là tôm gì? Tôm thẻ. Tôm con thẻ chừng trắng. Con hay hút bia hả? Con mà đánh tiền rồi người ta hãy. Dạ dạ. Ghê dính con bự rồi kìa. Không, lưới nó chìm xuống không? Ừ, toàn cá chẽm nhỏ nhỏ không? Con cá bự quá trời bự luôn kìa. Không biết nó xảy chưa. Xíu bắt nó lên coi. Cái đụng lưới bự ơi bự đó. Biết sao. Trong lúc cỡ cá ngồi ăn bánh nha các bạn. Mời các bạn nha. Bánh gạo. Một chú. Đây một con nữa, Rufy. Rồi bự luôn. Chỗ này mấy con nữa các bạn. Đó, cá bự. Ủa con đó cá gì anh? Cá đối hả? Ủa, em ta, bự. Cá đối bự á. Rồi cá đối nữa kìa. Cá đối này người ta có cái chiêu câu bằng bột nữa các bạn. Cắt cái chai bỏ vô. Ăn thấy đã không? Cuộc sống có một cái vuông vậy, cái chiều đi bắt cá bán. Con cá bự nữa kìa, con Rufy. Gỡ xong đằng này đằng kia đụng nữa kìa. Đằng kia dính nữa rồi. Cả chút xíu. Mẹ Vinh. Cảnh thôn quê. Hôm nay mình câu cá lóc mới bị móm mà. Táp quá trời luôn. Giờ ngồi coi gỡ lưới. Cá nó dí nhau chạy. Nó chẽm. Con kia nó giật lưới rồi bạn. Góc kia như vô con bự rồi anh. Về chưa? Dạ. Về chưa? Dạ về. Chắc ống dọn đồ đắng rồi. Để coi con kia con gì mà nó bự. Này thấy bự lắm. Đó thấy không? Quẩy thấy không bà? Ăn Rufy nữa. Cúng mây nữa. Anh thỏ đừng mơ cá. Cá đối nhiều quá ha. Anh Cường ơi, con cá đối nè. Ở đây cá với con tôm anh em mình câu. Cũng bự luôn. Hành trình thất bại.
lấy cái nào lấy đi. Cái đuôi, cái bị dinh. Thả lưới có tí, anh thả lưới có tí quá trời cá. Rồi, cần câu anh Cường câu sáng tới chiều. Cần câu anh đâu? Em để ở ngoài.